Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với NTD Công Nghệ. Đứng trước cái sự việc là hàng nghìn tài khoản ở Việt Nam đang bị khóa vì cái chính sách cộng đồng, cũng như thời gian vừa qua thì cực kỳ nhiều các cái tài khoản Facebook ở Việt Nam đã bị hack, thì hiện tại đang nở rộ lên một cái phong trào là đi lừa đảo các bạn để lấy lại tài khoản Facebook cho các bạn và sau đó chiếm đoạt một số tiền của các bạn. Đứng trước cái nguy cơ là cực kỳ nhiều người dùng đang bị những cái đối tượng này lừa đảo và rất nhiều người dùng đã bị mất tiền. Vậy thì thủ đoạn của chúng như thế nào và cách chúng hoạt động ra làm sao, cũng như là cách để phòng tránh những cái đối tượng này như thế nào, thì các bạn hãy theo dõi video của mình nhé. Mình sẽ chia sẻ với bạn những thủ đoạn mà những cái đối tượng này đang nói là lấy lại tài khoản Facebook cho các bạn có thể là bị vô hiệu hóa, bị hack, sau đó thì họ lấy tiền của bạn như thế nào. Thì các bạn hãy xem thật kỹ video của mình nhé. Và nếu như đây là lần đầu bạn đến cái kênh NTD Công Nghệ thì cũng đừng quên nhấn vào nút đỏ và rung chuông nhé. Đây sẽ là kênh mình chia sẻ rất nhiều các thủ thuật hay về phần mềm trên thiết bị di động cũng như các kiến thức công nghệ mà mình nắm được. Thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Để bắt đầu cái video này, mình xin chia sẻ với bạn một câu chuyện có thật về một cái người dùng. Một cái bạn này đã xem video của mình ở trên kênh YouTube NTD Công Nghệ, sau đó thì có nhắn tin cho mình và nhờ mình hỗ trợ. Thì qua cái thời gian tìm hiểu và hỗ trợ thì mình đã thấy bạn này bị gặp rất nhiều vấn đề. Thì cái câu chuyện thực tế ở đây là gì? Là bạn ấy bị hack tài khoản Facebook và sau đó thì bạn ấy đi tìm cách là nhờ người khác hỗ trợ lấy lại tài khoản Facebook. Thì bạn này đã bị lừa đến 2 lần và mỗi một lần thì nó lại khác nhau nhé các bạn nhé. Lần đầu tiên thì bạn này đi tìm ở trên các hội nhóm, sau đó thì bạn ấy nhờ người ta lấy lại Facebook thì nó yêu cầu là các bạn ấy chuyển tiền. Thì bạn này cũng rất nhẹ dạ cả tin, bạn ấy chuyển tiền cho nó. Sau đó thì nó lấy số tiền là 250.000. Bạn ấy chuyển xong thì nó đã chặn cái Facebook của bạn này, đó là bạn này không liên lạc với nó nữa. Thì đây là một cái cách mà các đối tượng lừa đảo thường làm, đó là dụ dỗ các bạn, là tạo niềm tin cho các bạn là các bạn chuyển tiền cho nó xong là nó sẽ chặn và các bạn không liên lạc được với nó nữa. Một cái hình thức thứ hai là nếu như gặp phải những cái trường hợp mà những cái bạn ấy mà bạn không tin, tức là không tin tưởng là các bạn sẽ chuyển tiền cho nó trước, thì nó sẽ lại chơi cái bài ngược lại là nó nói là nó sẽ làm xong thì mới lấy tiền. Và sau đó thì nó yêu cầu các bạn cung cấp số cái thông tin liên quan đến tài khoản cũng như là cái giấy tờ của các bạn, tùy thân của các bạn liên quan đến cái nick này. Đó, thì lúc này nó mới bắt đầu vào để gửi kháng cáo cho Facebook. Thì có hai trường hợp xảy ra. Một là những cái đối tượng mà có thể lấy lại được. Đó, thì nó gửi lên Facebook và nếu như Facebook gửi được cho nó thì nó sẽ lấy cái nick này cho các bạn. Tuy nhiên, vấn đề chưa dừng lại ở đây đâu nhé. Trường hợp này nó nói là nó lấy lại xong thì nó mới chuyển tiền cho các bạn, nhưng đến lúc cuối cùng, cái bước cuối cùng nó nhắn tin về cho các bạn là nó nói là đã lấy được rồi. Đây các bạn cũng có thể thấy nhá, đây trường hợp này bạn này bị này. Đó, nó nói là nick của bạn này đã về rồi và nó chụp một cái hình liên quan đến cái trang cá nhân của cái bạn này, nói là nick của bạn này đây, nó đã truy cập được vào rồi. Nó gửi một cái hình như này để tạo niềm tin cho các bạn, sau đó thì nó yêu cầu các bạn chuyển tiền cho nó để nó gửi cái mã đăng nhập cho các bạn, mật khẩu cho các bạn, nhưng thực tế là không phải nhá các bạn nhá. Hoàn toàn những cái nick này là không thể truy cập vào được, nó chưa truy cập vào được đâu, nhưng đây là nó tạo ra một cái ảnh giả thôi nhé các bạn nhé. Cho nên là các bạn đừng có tin nó sẽ nói với bạn là cái Facebook này nó lấy được rồi, nhưng thực tế là không phải. Có rất nhiều bạn đã bị mắc bẫy ở cái hình thức này, bởi vì không phải chỉ riêng bạn này đâu mà rất nhiều bạn khác đã nói chuyện với mình và mình đã nói chuyện với bạn ấy, là bạn ấy bị lừa theo cái hình thức là nó nói là lấy lại nick sau đó thì mới trả tiền nó. Nhưng mà đến cái đoạn cuối cùng ấy, là cái đoạn các bạn bị nó lừa, là nó gửi cho bạn một cái trang ảnh, trang cá nhân như thế này, nó chụp ảnh ở trên điện thoại nó và nó nói là đã vào được Facebook rồi. Đó, thì bây giờ các bạn phải chuyển tiền cho nó, sau đó thì nó gửi mã cho mình rồi các bạn sẽ lấy vào được nick, nhưng thực tế là các bạn chỉ cần chuyển tiền xong thì nick các bạn cũng không lấy được mà tiền thì mất luôn. Tiếp theo mình xin chia sẻ tiếp cái câu chuyện của bạn này. Cái bạn này thì sau khi đã nhờ đến hỗ trợ của mình thì mình cũng có nói với bạn ấy một số cái thông tin, một số cái cách hướng dẫn, một số cái vấn đề để bạn ấy có thể làm. Thì bạn ấy đã làm đến cái bước là điền cái email mới vào cái nick rồi. Đó. Tuy nhiên thì đến nước này Facebook nó sẽ gửi cái mã về rất là chậm và gửi về một cái mail về, bạn ấy nhấn vào đăng nhập nhưng nó báo không đăng nhập được. Đó. Thì bạn này mới lại nóng lòng, không đợi được. Bạn này lại tiếp tục đi tìm đến một cái người dùng khác, người hỗ trợ khác ở trên Facebook để có thể hỗ trợ bạn ấy lấy lại nick. Và sau đó là gì? Bạn này gửi hết toàn bộ thông tin liên quan đến Gmail, liên quan đến những cái giấy tờ của bạn này cho cái đối tượng kia. Thì cái người mà nói hỗ trợ bạn này mới vào được nick Facebook, họ vào được thật. Tuy nhiên đến lúc này các bạn có biết là gì không? Nó mới quay ngược lại, là nó mới lấy được những cái thông tin cá nhân ở trên nick của bạn này. Và sau đó thì nó làm ngược lại, là nó yêu cầu các bạn phải trả một số tiền lớn hơn, bởi vì trong cái nick của bạn có một số cái thông tin cá nhân, có một số cái thông tin riêng tư, nó yêu cầu các bạn phải trả bạn nó thêm một cái số tiền nhất định nó mới đưa nick cho các bạn. Nhưng thực tế có những trường hợp nếu như nó như là những cái người có tâm thì có thể các bạn chuyển tiền cho,
thì nó sẽ đưa nick cho bạn, nhưng sẽ có nhiều thằng nó sẽ không chuyển nick cho các bạn đâu, nó sẽ lấy luôn cả nick mà các bạn cứ đưa tiền cho nó vẫn lấy nick đó. Thì các bạn cũng phải cảnh giác với những cái trường hợp này. Khi các bạn gửi hết thông tin của mình cho nó và trên tài khoản nick của bạn có những cái thông tin riêng tư cá nhân, là nó sẽ lấy cái thông tin đó của bạn, nó tống tiền ngược lại các bạn. Với những hình thức như này thì cực kỳ đáng lên án và các bạn phải cảnh giác tuyệt đối. Thì đó là một cái câu chuyện thực tế mà mình gặp ở một cái bạn mà nhờ mình hỗ trợ và bạn ấy kể lại cho mình. Và ngoài ra còn rất nhiều bạn khác đã kể lại cho mình những cái câu chuyện nó giống hệt như thế này. Thì mình rút ra một kinh nghiệm và rút ra một cái bài học cho tất cả các bạn ở đây là gì? Nếu như các bạn bị mất tài khoản Facebook, bị khóa tài khoản Facebook thì các bạn hãy làm theo những hướng dẫn video trên kênh của mình. Còn có thể là cái trường hợp ở trên kênh của mình, một video nó không thể nói hết lên được các cái trường hợp mà nick các bạn bị khóa hay là nick các bạn bị hack được, nó không thể nói hết lên các trường hợp đấy được, bởi vì có thể là nó còn nhiều các cái trường hợp khác. Thì các bạn hãy đi tìm những cái cách để các bạn tự làm nhé. Còn nếu như các bạn mà đi tìm cách nhờ những người hỗ trợ thì hiện tại thực sự là cực kỳ khó để tìm được một người hỗ trợ các bạn một cách thật, để có thể giúp được các bạn thật, lấy lại những nick cho các bạn thật. Và mình cũng khuyên các bạn rằng là cái cách tốt nhất là các bạn hãy sử dụng những chiếc điện thoại di động cũng như là các cái chiếc máy tính mà trước đây các bạn đã truy cập vào Facebook, thì đó là cái bằng chứng quan trọng nhất để cho Facebook có thể xác minh đó bạn là chủ những cái tài khoản này và có đủ điều kiện để truy cập vào cái link này. Còn ngoài ra, nếu như các bạn thực sự phải nhờ đến những cái người mà đi hỗ trợ các bạn lấy lại Facebook với cái giá 300, 500 nghìn đến 1 triệu thì hãy phải nhớ cho mình điều này. Đầu tiên, các bạn phải biết họ là ai, phải biết thông tin chính xác về họ. Đó. Thì cái này các bạn có thể yêu cầu trước khi mà giao dịch. Thứ hai, nếu như với những trường hợp mà các bạn không tin tưởng mà nó nói là làm xong mới lấy tiền của các bạn, thì các bạn hãy nhớ một điều cho mình: không tin vào bất kể một cái ảnh nào nhé. Những cái ảnh, hình ảnh mà nó gửi cho bạn là nó truy cập được vào nick của bạn rồi thì bạn tuyệt đối không tin nhé. Chỉ khi nào các bạn truy cập được vào nick, các bạn nhớ điều này nhé, chỉ khi nào chính bản thân các bạn truy cập được vào nick, các bạn đổi hết những cái thông tin liên quan đến số điện thoại, email trên tài khoản mà nó thêm vào đó đi, thì lúc đó các bạn mới chuyển tiền cho các bạn cho nó nhé. Bởi vì các bạn phải hiểu rằng là mình là cái người đi nhờ hỗ trợ, mình rất biết ít về công nghệ đó, cho nên là nếu như mà nó nói là làm xong mới trả tiền thì hãy nhớ đúng cái câu là làm xong mới trả tiền nhé. Các bạn phải vào được nick thì các bạn trả nó tiền. Còn nếu không, các trường hợp mà gửi cái ảnh nói là đã vào được trang cá nhân rồi, nó chụp cái ảnh màn hình là cái nick Facebook của bạn nó đang đăng nhập đó, bây giờ nó yêu cầu bạn chuyển tiền cho nó, nhưng thực tế là không phải đâu nha các bạn nhé. Cái việc lấy lại tài khoản Facebook bị hack là cực kỳ khó đối với những cái người không phải là chủ của cái tài khoản đó, không phải là chủ của cái thiết bị mà trước đây đã đăng nhập vào cái nick Facebook này rồi, thì cực kỳ khó nhé. Các bạn lưu ý cho mình điều này, hãy nhớ nhé, nếu như bị hack Facebook, bị khóa tài khoản thì hãy tự mình làm trước, còn nếu trường hợp không làm được thì đi nhờ hỗ trợ. Và chỉ có thể là khi nào mà người ta đưa nick cho các bạn truy cập được vào nick mới trả tiền công nhá. Còn lại tuyệt đối kể cả là 50.000, 30.000 các bạn chuyển cho nó xong là cũng mất hút hết. Phải nhớ điều này. Đó là một số cái vấn đề mà mình muốn lưu ý đến tất cả các bạn đang theo dõi video này. Và mình mong rằng các bạn sẽ có thể tự lấy lại tài khoản Facebook của các bạn. Và trên kênh của mình hiện tại thì có những cái video hướng dẫn về cái việc lấy lại tài khoản Facebook này. Thì có cực kỳ nhiều các bạn đã comment cũng như nhắn tin về cho mình. Thì mình rất thành thật xin lỗi tất cả các bạn là không thể nào trả lời hết các cái comment cũng như là trả lời hết được những cái tin nhắn của các bạn, bởi vì quá đông nhiều người dùng đang nhờ mình hỗ trợ. Mà mình chỉ có bản thân mình thôi, một ngày mình cũng chỉ có thời gian rảnh khoảng 1-2 tiếng để có thể làm những cái việc này. Mình cũng phải đi làm cho nên là rất là xin lỗi các bạn về cái việc mà mình không hỗ trợ được các bạn nhé. Các bạn rất thông cảm cho mình cái điều này. Còn các bạn hãy comment ở những cái video nếu như mình thấy những vấn đề nào nó quá nhiều, vấn đề nào nó tập trung mà mình có thể trả lời được trên một video, mình sẽ làm những cái video đó cho các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye.